Liêm đi về quê à, bây giờ là chị đang ở ngay chỗ cái cây mận ở nhà của chị nè. Thì nhà chị ở quê cây cối rất là nhiều. Đây này các em, bây giờ chị sẽ đi hái mận nha. Chị hái mận cho các em xem ha. Đây là hoa mận nè các em. Đây là những cái trái mận ở dưới thấp nè. Mận ngọt. Chị thấy hết này nó lớn quá. Được, được. Được hết rồi ạ. Cái màu vàng mười lại to lắm, mấy cây chị dài ra nè, cây kia này. Chị Liêm chào tất cả các em nha. Hôm nay chị đi về quê chị hái mận này các em. Các em thấy không, cái mận to quá trời to luôn nè. Nè, chị hái mới có mấy chùm bà được bao nhiêu mặn này rồi nè các em. Gì chưa? Không vậy nó ở đây chụp luôn nhìn nhìn giống cây như cây táo á. Đợt này đột biến rồi, đợt này to hồi trước đây cũng đột biến này. Hình như cây táo á, nhìn đẹp quá ha. Ăn tại chỗ luôn. Trời cái hộp cái ta nhưng mà hộp cũng to. Trời ơi coi nè, hộp gì to ấy. Ơi ăn mặn tại vườn luôn nè, vườn mà có một cây cây mặn à. Mận đây là không có thuốc nên là ăn tại vườn khó khăn nữa luôn. Học ra luôn á. Đấy rồi, đang ăn thử thôi này. Nữa, ngon. Ngọt ạ. Mận đây mà tắm ớt này ngon ha. Ngon hái tiếp. Ừ, thì nó hái được ở đây luôn. Cái này đâu.
đi ra cho nhìn, nhìn giống cái gì vậy, đâu phải giống cái mặn không? Gột biếng không? Hay là đâu gột biếng không? Mặn thì mình nhìn thấy hấp dẫn. Đây cũng đâu không ạ, hồi còn hồi còn hấp dẫn. Nó bị nứt rồi nè. Nó bị mặn rồi thôi. Xài kìa. Trái đây nữa nè. Xài không, không, từ lâu lâu. Này coi nè, mặn còn sáng nó hái một cầm. Sao bị mặn rồi? Thôi thôi. Thôi một cầm nè. Nó thù chà trái. Một cầm nè. Một cầm mà. Tại ngoài hái ở đâu mà nhiều dữ vậy? Đây này, chú Khai này, nó làm chú Khai ngay chú Khai luôn. Vậy hả? Một chùm luôn. Ủa, để ở đâu mà sao nóng dữ? Thì đang để về cái mộ của chị gái mà. Vậy hả? Cái gì mà bự. Rồi, đây là thành quả. Chị đi ông đã hái được bao nhiêu bằng đây rồi các em? Đây, các em xem nè, đây là củ nghệ nè. Vườn nhà của chị có rất là nhiều nghệ. Đây là cô đang đào nghệ nè, các em xem cái bụi nghệ nè. Đó. Đó, cô cho mấy em xem là cái bụi nghệ nó như thế nào ha. Đây. Wow, mình cái bụi nghệ em thấy không? Củ nhiều ghê luôn. Đây là nghệ già rồi nè. À, cô đang đào những cái cây nghệ nó đã khô lá rồi, bây giờ mình thu hoạch ha. Đây nè các em. Một thùng xốp luôn. Còn là nghệ. Cô đang đào những cái gốc nghệ lên nè. Các em xem nè, dừa khô, dừa nó rụng. Lúc nãy chị Liêm có quay mấy cái cây dừa, các em thấy không, nó cao quá trời cao luôn nè. Đó. Lúc mà còn nhỏ chị ở đây, cây dừa nó có nửa mét nè, mà bây giờ nó cao như thế này nè. Đó. Cao chưa? Cao tiếp trên trời luôn thấy chưa? À, dừa nó khô. Đây, dừa khô đây. Đây là những quả dừa khô nó rụng xuống nè. Bây giờ chị đi làm sẽ đem những cái dừa này vô để mà lóc cái vỏ ra ha. Các em xem nè, dừa. Trái dừa rất là to mà nó rụng từ trên cây xuống luôn em. Tại vì cái vườn nhà này mẹ chị không có còn ở đây nữa. Mẹ chị đã lên thành phố ở rồi nên là lâu lâu mới về quê thì dừa ở nhà nó khô rồi nó rụng xuống nè. Chị làm sẽ quay cái cảnh vườn cho các em xem nha. Đây là cái vườn nhà của chị nè ha. Ngày xưa thì chị Liêm sống ở quê với ba mẹ, nhưng mà khi lớn thì đi làm rồi ở thành phố ở. Lâu lâu thì chị về. Hôm nay là nhân dịp mà 49 ngày của ba chị ha. Ba chị mất ha, vừa mất cách đây không lâu. Thì hôm nay làm tuần ba chị thì chị về đây. Đây là cái con suối nè các em. Đó. Ở con suối này nó cạn nước rồi. Tới bây giờ tới mùa nắng á thì nó cạn nước và nước rất là ít ở dưới xe kia. Chị sợ quay là các em không thấy ha, nhưng mà đi xuống ở đây nè. Đó, suối nè, các em thấy không? Đó. Cái cảnh là cái suối là lúc nhỏ chị đi làm hay ra phía sau đây chơi nè. Nước rất là ít, tới mùa hè thì nước nó cạn luôn á. Bây giờ thì cũng có nước nhưng mà ở xe quá chị quay sợ các em không thấy ha. Đó, đây là dưới bờ suối, còn ở trên kia là ở trên đường ha, đường lớn ở trên này. Cảnh ở thôn quê thì cây cối rất là nhiều. Chị đi làm quay cho các em xem ha. Thì hôm nay chị có dịp chị đi về quê. Ở quê để các em nào thích xem thì các em có thể xem. Chị dâu của chị đang đem dừa lên trên nhà này. Còn cái cô kia là đang hái nghệ ha, đang đào nghệ. Cái hố nè, đây là cái hố rất là sâu. Xưa là ngay chỗ này là để nuôi cá nè các em. Bây giờ nó bị cạn nước hết rồi. Bây giờ cỏ nó mọc ha. Đây là cây dương sĩ nè. Các em biết cây dương sĩ này làm gì không? Lúc mà chị Liêm còn nhỏ, chị Liêm hay hái cái cây dương sĩ này để kẹp vào trong vỏ nè. Cái lá dương sĩ nè. Mình hái xong mình kẹp vào trong vỏ, sau đó nó khô á. Để mình trang trí ha. Trang trí vỏ. Đây là quả dừa.